Vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Sở Công Thương thành phố triển khai 4 chuyến xe bán hàng lưu động có trợ giá cho người dân tại quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu. 34 mặt hàng thiết yếu được Hội Doanh nhân trẻ thành phố vận chuyển vào tặng các điểm bán hàng trong khu phong tỏa của 4 phường Nại Hiên Đông, Măng Thái, quận Sơn Trà và phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Ngày đầu tiên bán hàng lưu động, các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân đã chuẩn bị sẵn 5 nhóm hàng cơ bản như thực phẩm tươi, thực phẩm khô, sữa và 2 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Được tin có xe bán hàng lưu động về địa phương, ông Lê Quang Hùng, tổ trưởng tổ 38 phường Măng Thái, quận Sơn Trà đã chuẩn bị gần 30 đơn hàng còn tồn động trong ngày để đi chợ hộ cho bà con trong tổ. Thế nhưng chỉ sau 1 giờ, hơn 2,5 tấn hàng thiết yếu đã được mua hết. Riêng tổ 38 của ông Hùng chỉ mua được 2 combo hàng mà Hội Doanh nhân gói sẵn. Những ngày qua dịch bệnh đã kéo dài, hết sức là phức tạp, đời sống về mặt nhu yếu phẩm bà con hết sức là khó khăn và thiếu thốn. Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đưa hàng về đây, chúng tôi thấy rất là kịp thời. Tuy là hàng không được nhiều, nhưng ít ra cũng trước mắt giải quyết được một cái nhu yếu phẩm cho bà con trong tổ dân phố. Trong cái clip mà mua của bà con thì rất là nhiều. Phải nói tới 40-50 mặt hàng, nhưng mà ở đây thì có mới chiếm được có 30% đến 40%. Theo chúng tôi thì nếu là thiết yếu thì của nhân dân bà con cần thì các công ty nên mua bán trao đổi nhiều hơn tí nữa. Trước nhu cầu thực tế khan hiếm lương thực thực phẩm của người dân trong các khu vực cách ly phong tỏa, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã tập hợp các doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài địa phương để cung ứng cho người dân thành phố. Đầu tiên phải nói rằng là chúng tôi không ngờ là cái nhu cầu của bà con rất là lớn. Tới cái mức là hiện nay chúng tôi mới đem giảm thử thì mới đáp ứng khoảng 5% cái nhu cầu của bà con. Do vậy cũng thấy là rất là xót xa. Do vậy chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối lại các chuỗi cung ứng từ các cái nguồn cung cấp đến cái khâu vận tải, cái khâu chứa hàng và phân phối hàng thì để sớm cung cấp cho bà con đầy đủ những cái nhu cầu mà bà con mong muốn. Theo kế hoạch, hôm nay ngày 25 tháng 8, Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố sẽ tiếp tục tổ chức vận chuyển thêm 10 tấn hàng để phục vụ tại 4 phường của quận Ngũ Hành Sơn và sau đó nhận đơn mua hàng theo từng tổ dân phố các phường của quận huyện còn lại.